Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, theo Đài Chân Lý Á Châu, một thánh đường công giáo ở thành phố Vasai, miền Tây Ấn Độ đã bị phá hoại vài ngày trước lễ độc lập của Ấn ngày 15 tháng 8 hàng năm. Chiều tối ngày 11 tháng 8 vừa qua, cha sở Peter Ameda khi vào nhà thờ thì thấy một tác phẩm nghệ thuật trên bàn thờ bị phá hủy. Tự Đức Mẹ bị quăng xuống đất và bị hư hại, giếng rửa tội bị đẩy sang chỗ khác và tất cả các sách bị vứt lung tung trên nền nhà. Cha Ameda nói với hãng tin công giáo Asia News truyền đi ngày 14 tháng 8 rằng: "Chúng tôi đã trình báo nơi trạm cảnh sát ở Vasai và họ đến ngay. Các nhân viên cảnh sát yêu cầu chúng tôi đừng động chạm gì cả. Tôi đã hủy bỏ thánh lễ chiều thứ Sáu và gửi một sứ điệp cho các tín hữu. Nhưng các tín hữu vẫn kéo đến nhà thờ và tụ tập trước cổng, bắt đầu cầu nguyện và nhiều người đã khóc. Rồi tất cả đã được tái lập. Từ thứ Bảy, chúng tôi đã mở tại các buổi lễ." Tức Tổng Giám mục Felix Machado của giáo phận sở tại đã ra tuyên ngôn chính thức lên án vụ phá hoại. Ngài viết: "Tôi ý thức về vết thương gây ra cho tình cảm tôn giáo của các tín hữu công giáo trong giáo xứ và giáo phận Vasai. Tôi đã tiếp xúc với ông chỉ huy cảnh sát và tôi có thể cam kết với anh chị em rằng, dưới sự hướng dẫn khéo léo của ông, sở cảnh sát dấn thân tận tình trong việc điều tra. Tôi khuyên anh chị em hãy duy trì an bình và hòa hợp trong khu vực của chúng ta và cũng khuyên tránh nghi ngờ hoặc cáo buộc đặc biệt người nào hoặc loan đi những tin đồn trên các trang mạng xã hội hoặc đưa ra những lời tuyên bố vô căn cứ trong công chúng. Nhất là, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho sự hòa hợp và an bình trong xã hội." Trước đó, 121 thánh đường Kitô tại bang Manipur, Ấn Độ bị phá hủy. 121 thánh đường thuộc 15 hệ phái Kitô khác nhau đã bị cướp và thiêu hủy trong 4 ngày đụng độ giữa các sắc tộc khác nhau ở bang Manipur thuộc miền Đông Bắc Ấn, giáp giới với Myanmar hồi thượng tuần tháng 5 này. Cuộc đụng độ diễn ra giữa một bên là sắc dân Meitei chiếm đa số và theo Ấn giáo sống tại vùng Impha thuộc phủ bang Manipur và bên kia là các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau thuộc bộ lạc Kuki sống trên miền đồi. Dân số toàn bang này chỉ có 3.400.000 người. Theo danh sách do Giáo hội Tin lành Goodwill công bố, từ ngày 3 tháng 5, sau khi bắt đầu nạn bạo lực xung đột chủng tộc tại thủ phủ Impha và 16 quận huyện, 121 nhà thờ và cơ sở thuộc 15 các hệ phái Kitô đã bị thiêu hủy và tàn phá. Thiệt hại nhân mạng là hơn 70 người chết và 200 người bị thương, hàng chục ngàn người phải di tản. Đức cha Dominic Lumon, Tổng giám mục giáo phận Impha và cũng là thủ lãnh giáo hội công giáo tại bang Manipur cho biết có khoảng 45.000 người hiện sống trong các trại tiếp cư ở vùng thung lũng và đồi. Theo cuộc kiểm tra dân số hồi năm 2011 tại Ấn Độ, Kitô giáo thuộc các hệ phái khác nhau là tôn giáo đứng thứ hai tại bang Manipur sau Ấn Độ giáo. Trong cuộc xung đột chủng tộc này, giáo hội Tin lành trưởng lão bị thiệt mạng nhiều nhất với 39 nhà thờ bị đốt phá. Giáo hội Tin lành Tự do bị mất 9 thánh đường vào ngày 4 tháng 5. Và cũng ngày đó, có 8 nơi thờ phượng của giáo hội Ấn Độ độc lập bị đốt. 5 nơi thờ phượng của Tin lành Batips hoàn toàn bị thiêu hủy và 2 nhà thờ khác bị đốt một phần. Ít nhất, 8 nhà thờ công giáo cũng chịu chung số phận. Tuy nhiên, cho Tổng đại diện giáo phận Impha cho biết, cả những nhà thờ không liên hệ từ những xáo trộn hiện nay cũng trở thành nạn nhân. Có thể có một số thành phần tấn công vì một động lực chú ý nào đó. Trong khi đó, Đức Tổng Giám mục Công giáo Lumon kêu gọi các nơi cứu trợ dân chúng tại bang Manipur, đặc biệt để giúp đỡ các nạn nhân, lương thực trở nên khan hiếm vì lệnh giới nghiêm vẫn còn được quân đội và các lực lượng bán quân sự thi hành. Internet bị ngưng trong khi các cửa tiệm, trường học và công sở bị đóng cửa. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 14 tháng 4 vừa qua cho biết, bà Mumnu đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến phái đoàn đại diện diễn đàn Kitô hiệp nhất do Đức cha Anil Joseph Couto, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Delhi làm trưởng đoàn. Diễn đàn này đã lập danh sách hồ sơ 598 vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô tại 21 trên tổng số 28 bang ở Ấn Độ trong năm ngoái 2022. Trong 3 tháng đầu năm nay, có 187 vụ đã được ghi nhận. Các tín hữu Kitô chỉ chiếm 2,3% tổng số 1 tỷ 4 triệu dân Ấn Độ. Chúa Nhật Phục Sinh ngày 9 tháng 4 vừa qua,
lần đầu tiên Thủ tướng Narendra Modi đã viếng thăm một nhà thờ Công giáo từ khi ông nhậm chức hồi năm 2014. Ông đã gặp Đức Tổng Giám mục Cao Tô và các chức sắc khác của giáo hội tại nhà thờ Chính tòa Thánh Tâm ở thủ đô Ấn. Ông không bình luận gì về sự gia tăng bạo lực chống các Kitô hữu tại nước này. Trong tuần qua, hàng ngàn Kitô hữu được các tín hữu Ấn giáo và Hồi giáo hỗ trợ đã biểu tình tại Mumbai, thủ đô kinh tế của Ấn Độ để phản đối sự gia tăng bạo lực chống Kitô hữu và các nơi thờ phượng của họ. Theo hãng UCA News, một liên minh 80 tổ chức Kitô giáo phi chính phủ đã kêu gọi tham gia một cuộc biểu tình hôm thứ Tư ngày 12 tháng 4 vừa qua để phản đối chính quyền Ấn do Đảng Ấn giáo BJP cai trị thi hành luật gọi là chống cải đạo. Một cuộc tuần hành tương tự cũng đã xảy ra trước đó hồi tháng 2 năm nay ở thủ đô New Delhi. Ông Dofi, phát ngôn viên tổ chức Kitô, đã công bố một giác thư gửi Thủ tướng Eka Sindhi nói rằng đang có sự tiếp tục gia tăng làn sóng những lời tuyên bố oán ghét và bạo lực chống các vị lãnh đạo tôn giáo, xúc phạm và phá hủy các nơi thờ phượng, làm gián đoạn các buổi lễ tôn giáo và hạn chế các cuộc hội họp tôn giáo, cáo gian, vu khống, cưỡng bách cải đạo. Chúng tôi muốn chấm dứt sự leo thang bạo lực và những vụ tấn công chống các cộng đoàn Kitô do những kẻ dùng những lời cáo buộc vô căn cứ về những vụ cưỡng bách cải đạo như một cái cớ biện minh cho hành động của họ. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.